Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Admin Kha đây. Và trên bàn của mình ngày hôm nay đang có hai chiếc máy là Xiaomi 13 cũng như iPhone 14 để làm một video speed test. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Clickbuy đã hỗ trợ cho mình chiếc iPhone 14 này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía bên dưới mô tả video để tham khảo nhé. Clickbuy là một trong những đơn vị bán Apple chính hãng có mức giá tốt nhất tại thị trường Việt Nam đó. Quay trở lại với phần speed test thì bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem về mặt đa nhiệm nhé. Sau đó là tiến hành khởi động lại luôn. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Như vậy là cả hai chiếc máy này đều đã khởi động lên. Mình sẽ show cho các bạn xem một lần nữa về phần đa nhiệm này. Không có gì cả. Rồi, app AnTuTu Benchmark. Đối với lại app này thì iPhone nó không có loát. Về mặt điểm số thì chúng ta có thể thấy rằng là rất cách biệt đúng không nào? Tại vì một con thì chạy A15 Bionic thuộc thế hệ trước và một con thì sẽ chạy Snapdragon 8 Gen 2. Đấy. GPU trên cái chiếc Xiaomi 13 nhìn là mê luôn đúng không nào? Đấy, 567.000 điểm, quá khủng khiếp. CR Racing 2. Ngạc nhiên chưa? A15 Bionic đã vào trước. Hello neighbor. Trong video hôm trước ấy, thì con Snapdragon 8 Gen 2 nó đã thua toàn tập so với lại con chip A16 Bionic rồi. Nên nếu như lần này mà thua cả con chip A15 Bionic nữa thì không còn gì để nói. Vẫn là iPhone 14 các bạn à. Angry Bird 2. Lần này thì chiến thắng sẽ nghiêng về Snapdragon 8 Gen 2. Tamron 2. Fruit Ninja 2. Có rất nhiều tựa game phiên bản thứ hai trong video speed test ngày hôm nay. Rất nhanh đến từ iPhone 14, Gangstar 4. Nếu mà xét về mặt toàn diện của hiệu năng thì iPhone vẫn đang làm tốt nhất đó các bạn à. Mặc dù nó sẽ dễ bị nóng hơn và nó nóng cũng nhiều hơn và nó cũng có hiện tượng giảm độ sáng nữa, nhưng nếu biết mà cân bằng hài hòa thì nó lại cho ra một hiệu suất gần như là tốt nhất thế giới smartphone bây giờ. Mortal Kombat. Advan 8. Trong tích tắc, Advan 8 giờ là một tựa game quá nhẹ rồi. Heist. Nhớ vào cái thời điểm mà 2015-2016 ấy, lúc đấy thì Advan 8 nó là một tượng đài về game có độ họa khủng các bạn ạ. Đến bây giờ thì thực ra nó vẫn là rất đẹp, rất đỉnh thôi. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ nó đã biến thành một cái tựa game nhẹ rồi so với những tựa game hạng nặng bây giờ. Trời ơi, Snapdragon 8 Gen 2 ngẫm nghĩ gì mà lâu thế. Thôi, quá rõ. Hungry Shark. Vẫn là một điểm nữa cho iPhone 14. Từ game cuối cùng, Advan 9. Rồi, như vậy là kết quả đã hiển thị rất rõ trên màn hình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là test AnTuTu thôi.
Ok, tiến hành test nhiệt độ thôi nào. Các bạn đoán xem là máy nào nó sẽ nóng hơn? 41 độ à? Tầm đó, mặt lưng nó sẽ mát hơn các bạn à. Chỉ nóng ở phần mặt trước thôi. Bốn mươi mốt độ bảy. Bốn mươi hai này, trên nhau không quá nhiều đấy. 42. Ok, nói chung là nó cũng xem nhau trên lệch tầm khoảng 0,5 độ thôi các bạn à. Và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.